Chào cả nhà nhá. Giờ kiếm được cái hồng hồng chát này là chát lắm nhá. Cái hồng thà chát gọi là hồng đèn lồng đấy này thì hiếm lắm. Đây các bạn cứ hỏi quả đèn lồng đấy nhá. Đây nhá. Đây mình chun quả đèn lồng này. Rồi, đây các nhá, để các bạn cứ phân biệt thì giờ nói nó khó đây. Quả đèn lồng đây. Đây. Chuẩn này. Xong nó như cái đèn lồng đây này. Đấy các bạn nhé. Đấy bạn nhé. Đấy. Các bạn nhiều bạn cứ hỏi mình hỏi nhưng mà nó cách chụp ảnh đây nó đèn lồng này. Đây, xa đi. Đây này. Đấy, đúng rồi, nó xa như này. Cây này mọi năm nó phải tạ mấy tạ quả nhưng năm nay nó không nhiều như mọi lần ấy. Đấy. Đấy quả nhá, phân biệt này, đây này, nó là đồng đèn lồng này. Đấy. Cây này ai biết nhưng mà đây quả này. Gia đình quan điểm được giá với bán nhá. Rẻ không bán đắt bán luôn. Đấy, lấy đèn quả nha bạn nhá. Năm nay nhìn chung các cây hồng năm nay đều ít quả mọi năm. Các bạn này bẻ gốc đẹp. Mua cây này mình cắt cái cành này đi, đánh gốc 90. Gốc này, này. Bỏ cái cành này đi. Bỏ cái cành này đi. Đấy. Mình gốc cho to lắm. Cái này có khi bằng phải 20 năm tuổi rồi nhỉ? Đến không? Đánh gốc 90, thoát lên chỗ này 1m2. Cây cao khoảng 5 mét thôi. Đây ai chết làm sao mà sống được cháu? Không chết được đâu. Nơi cái này trồng dễ mà. Khi nào đào, chú đào thì chú để lại dễ cháu mọc lên luôn. Đấy, bóng tán thì ok chưa? Ở ngoài kia chỗ đầu kia nhà có cây to lắm. Mua hết rồi, không cây nào không mua, mỗi cây này chưa mua được. Mua cái giá hợp lý, không rẻ, không đắt cái giá mà thị trường nó chấp nhận được. Làm này kiếm đi. Đây quả đấy các bạn nhé. Cây này cành này phải giữ đây quả này. Quả đẹp chưa? Ui dồi ôi, đẹp quá, bóng tan. Cái này gia đình đòi đắt rẻ thì cứ để đấy chơi, nhưng mà nếu mà được giá thì bán. Ok.